chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của chương trình, đó là phần quyết định cuối cùng. Và bây giờ xin mời hai chàng trai hãy tiến lên sân khấu và hướng về khán giả. Rồi, xin mời. Xin mời bạn Thúy Nga. Không biết bạn có gọi điện thoại cho anh chàng Trí Nhân hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu đếm ngược nha các bạn. Hồi hộp quá Nhân ơi, cầm điện thoại lên để chờ đợi xem tín hiệu tần số tình yêu có hiện lên điện thoại của bạn hay không. Thì hồi hộp quá. Chuẩn bị 5 4 3 2 1. Và kết quả là nhau theo cách của hai người trưởng thành. Khi mà cả anh và em, chúng ta đã đi qua những mất mát, những tổn thương trong tình yêu. Nơi mà Nga muốn chinh phục đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Là giỏi rồi. Alo. Alo. Chào em. Chào anh. Ngày hôm nay thật sự thì ban đầu em nghĩ là không có duyên nên anh không có chọn. Nhưng mà vòng sau có thể là có cơ hội đã tìm hiểu nhiều hơn, cho nên là em nghĩ là anh đã có cái gì đó để thay đổi quyết định. Tín hiệu từ anh đã bật thì em cũng sẽ bật lại. Có duyên thật sự hay không thì thời gian sau này sẽ chứng minh nha. Cảm ơn em vì hôm nay em đã cho anh cơ hội nha. Mong là hai đứa mình sẽ đến được với nhau. Trời ơi, còn hy vọng cái gì nữa. Cô ấy đã gọi điện thoại, cũng nghĩa là đồng ý hẹn hò rồi. Quay lại được rồi đó Nhân ơi. Lại gần cô gái nào. Wow. Cái gì mà như chụp hình thẻ vậy. Nào bây giờ xin mời bạn nắm tay. Có thể thể Nhân hiện tình cảm. Trời, của mình được không ạ? Thông cảm đi, đồ trẻ lâu rồi chưa có thể hiện tình cảm của mình. Khi mà nắm tay nhau rồi thì không biết Trí Nhân có cảm nhận như thế nào nè. Tay mà có giật điện giật không? Em không biết có giật không mà chắc em giữ cảm giác này cho riêng mình thôi. Hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ tôi muốn mạnh hơn nè, cảm giác mạnh thử. Ôm nhẹ một cái coi. Ôm nhẹ một cái nào. Xin phép nha. Rất là lịch sự ha. Xin phép nha. Trời ơi. Như vậy là cặp đầu tiên đã kết nối thành công với tần số tình yêu rồi. Không biết là cặp hai sao đây. Trí Nghĩa, giơ điện thoại lên nào. Chờ đợi xem cuộc gọi của tần số tình yêu nào. Chuẩn bị đếm 5 4 3 2 1. Xin mời. Và kết quả là cặp này dễ thương lắm mà. Em cảm nhận được sự ấm áp. Chưa tiếp xúc một ít sao nữa. Yeah, gọi rồi. Wow. Hello. Hello. Em cảm thấy được sự ấm áp của anh bởi cũng như sự yêu mến của anh nên em cảm kích và quyết định gọi cho anh. Anh nói đi, anh cản lời hoài vậy. Em thấy em sao? Em cứ giữ sự yêu thương đó đi. Sự yêu thương của anh sẽ dành hết cho em. Sự yêu thương dành hết cho em thì dành luôn đi. Quay lại ngôn tình lên. Nhìn vào nhau cái nào. Bốn mắt nhìn nhau nào. Anh muốn nói với em một câu là trứng rán thì cần mỡ, bắp thì cần bơ. Anh yêu em cũng cần cớ. Hãy giữ mãi những khoảnh khắc này. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hay nó bơ. Em... ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Anh cũng có đôi có cặp ở nhà rồi. Bất làm con gái chưa một lần yêu ai. Anh chỉ thương em thôi. Và bây giờ sẽ là một phần quà rất ý nghĩa dành cho cả hai cặp đôi. Trên tay Hoài Rapper và Lê Lộc, đó chính là những phần quà động lại đây những kỷ niệm đẹp ngày hôm nay cùng với tần số tình yêu tặng cho các bạn. Chúc cho hai cặp chúng ta sẽ có những cuộc hẹn sắp tới thật ý nghĩa và mong rằng tình cảm của hai đôi sẽ ngày càng gắn kết hơn nữa. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ Hoài Rapper và Lê Lộc cùng với tất cả những trai xinh gái đẹp xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.